Đấy, chuyện đồng ba lá, chuyện đồng ba thành, chuyện đồng cổ, cực kỳ thấu quang này. Đấy, xoay này còn thông cốt, không cần xoay đèn. Bốn cái này lành tít nhá. Đây một cái ly tống này là tích cũng là tam ráo. Đấy. Đấy, con lê một bộ nhá. Chôn đại phố. Chôn đại phố. Cái này cũng lành nhá, chỉ có dạn dạn bên trong thôi nhưng không xuyên cốt. Không xuyên cốt ạ. Đấy, không xuyên cốt, chỉ có dạ chân chim bên trong thôi, không xuyên ra ngoài, có bộ này lạnh. Rất ok. Đồ xịn nhá, đồ cổ đấy ạ. Đồ chuẩn cổ. Mày đeo con này mày ừ, hỏi tôi chuẩn mối đấy ạ. Người về thì chính người bỏ hợp bộ đây là bốn cái chén quân, bốn cái chén quân đặt trong cái khay này quá đẹp luôn. Bốn quân một tống, bốn quân một tống. Bộ này giờ là 4 triệu. Bốn triệu bao xí. Lại vào cái khay trông đẹp hẳn lên, nhưng mà cái khay lại của thằng khác. Những cái chén tống phải cho nên là cái đĩa khác à? Vâng, không có 6 cái. Quá đẹp, quá siêu mỏng. Bốn cái tống, một cái tống. Đấy tống đấy, nhưng mà mới phải mua ghép vào đây. Chứ cái loại này là chỉ có 4 cái thôi, bác ạ. 4 cái quân một cái tống này. Cái này chỉ dạ thức chim thôi. Hàng công nghệ Nhật nha, công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại Tàu. Và như năm 1912. Chuẩn cổ nha. 4 triệu bao ship này. Đây là cái lọc. Đồng hồ Gado Nhật. Đồng hồ nghe. Chiều hôm nay do còn vài đêm bố, trưa nay cái là đi dọn đồ luôn mà. Chị sĩ video sơn thủy. Cho chiếc ga đồ rất già. Cao 24. Chỉ có tí tóc trắng này thôi. Tầm 4 sen. Miệng lành tít. Chiều 2 bao ship. Chiều 2 bao ship các bác. Chỉ có mỗi duy nhất đường tóc trắng này thôi. Tầm 4 sen. Chôn chiếc ca. Đã sơn thủy yêu tình. Rất đẹp. Mèn xuất sắc. Cao 24. 24.5. Chơi này hay. Cái bộ nào để trên cái đôn nhỏ nhỏ chơi này hay ạ. Nhưng mà trông nó và trông nó để làm phế cả. Vậy tí chân cái này tóc ở trên miệng. Người thích cây, người thích cổ, 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 người thích cổ,
mệt lắm. Tại quán cà phê Alex, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Nhật Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Có thể bác nào về chơi tác phẩm quá đẹp luôn. 1.300.000 nhá. 1.300.000 ạ. Bác nào qua bóng, bóng về thử ấy bóng quá đẹp, Trần Pháp. Bầu to lắm. Đây đây. Đây, bác lên cho 100 để cho bác nhận. Đẹp chưa? Đi nhà về là chế tạo. Chế tạo, cái 6. Đấy, quá đẹp luôn. 1.300.000 ạ. Có văn đẹp chưa? Có thể bác nào về qua cái quán cà phê. Quán cà phê. Quán cà phê. Quá đẹp luôn. To lắm, đèn to lắm. 1.300.000 cái đèn này mua khó lắm, hiếm. Chân nan. Chân nan đẹp. Cái đèn này đã chuyển hồi rồi. Xong rồi. Không, nhưng mà à chưa hát còn hát còn hát. Đó, đèn xanh đèn đỏ được đây này. Đây, vui có một phải đấy. Đó, đèn lên đây chơi. Ủa Tam Đa cao 25. Ờ, tầm nắm giá vào đây, giá vào đây. Tàu. Tầm hơn chục năm rồi. Nhiều lò. Vốn yên lành hết. Ok anh em. Anh Quân Nguyễn cho số và cho địa chỉ đi ạ. Anh cho số, em cho số điện thoại và cho địa chỉ lên đây ạ. Cho luôn địa chỉ nhá. Có những chú các bác anh em nào mà có đồ cũ đồ cổ cần giao lưu thì về tới quán Trùng Hoàng ở thị xã vào các buổi nhật và liên lạc với số điện thoại 0904 245 108. Liên lạc với Hà Phong.